kiện của em đâu rồi? Xin chào, mình là Trang. Mình vừa làm kinh doanh online, vừa làm nhà sáng tạo nội dung. Đồng thời thì mình cũng có một công việc toàn thời gian, đó chính là làm mẹ của một em bé. Kể từ khi có Mía thì mình rất là hạnh phúc, nhưng mà mình cũng lo lắng là làm sao để cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình, chăm sóc em bé, đồng thời thì cũng có thời gian để chăm sóc bản thân và phát triển sự nghiệp của mình. Có những đêm thì mình đã chật vật, thức dậy tìm kính để pha sữa cho em bé. Mắt cận thì làm việc gì cũng chậm hơn, phải không mọi người? Còn bây giờ đã hoàn toàn khác, mình đã quyết tâm chia tay đôi mắt cận 5 độ của mình để nâng cấp lên đôi mắt HD siêu rõ nét. Và mọi người có tin không? Mỗi mắt của mình có một cái thấu kính siêu nhỏ và siêu mỏng giúp mình nhìn đời bằng con mắt sáng hơn. Nghe thì có vẻ khó tin đúng không? Thực chất đây là công nghệ mổ cận tiên tiến nhất hiện nay, có tên là pha kích. Không chỉ mình mà có hàng triệu người đã thực hiện vì pha kích có cái ngưỡng điều trị cận, loạn thị cao và hoàn toàn không ảnh hưởng đến cấu trúc giác mạc. Mình chọn mổ cận tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Nhật Bản, nơi dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng ca phẫu thuật pha kích. Và toàn bộ quá trình thăm khám diễn ra vô cùng kỹ lưỡng, còn quá trình phẫu thuật thì lại nhanh chóng và hoàn toàn không đau. Chỉ sau khoảng 15 phút bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì cuộc đời của mình đã bước sang trang hoàn toàn mới. Trang có thể chủ động chăm sóc em bé, cũng có thể thoải mái tập luyện mỗi ngày. Trang vừa có thêm thời gian chăm sóc gia đình và có thêm thời gian để chăm sóc bản thân. Mình cũng có thể linh hoạt trong khi làm việc nhà và cũng có thể tự tin trong chính công việc của mình. Trang có thể chủ động và thoải mái trong mọi vai trò sau khi có được đôi mắt sáng hơn nhờ phẫu thuật pha kích, vai mẹ, vai vợ và quan trọng hơn hết chính là được trong vai chính mình. Nhưng mà có lẽ điều ý nghĩa nhất đối với mình là giờ đây thì mình có thể chơi đùa và chăm sóc em Mía mà hoàn toàn không lo vướng kính nữa. Được ngắm nhìn em Mía lớn lên từng ngày bằng chính đôi mắt của mình là điều thực sự khiến Trang cảm thấy rất là hạnh phúc.